Hỏi cô tên gì vậy ạ? Cô tên Lan. Cô Lan ơi, hôm nay cô đến Phước Lộc Thọ để làm gì vậy? Cô ngày nào cũng ở trong Phước Lộc Thọ đó. Ồ, cô là... cô là chủ nhân của tiệm nào vậy? Cô chỉ bán hàng ở trong đây thôi. Ồ, vậy à. Như vậy là có phải là ngày nào cô cũng ở trong Phước Lộc Thọ thì ngày nào cô cũng lạ lướt với chiếc áo dài này phải không? Thường thường như vậy. Thường như vậy. Như vậy là cô nói cho khán giả biết 365 ngày thì quý khán giả vào thì thấy bao nhiêu ngày là cô mang áo dài nè? Tuần hơn 100 ngày. Hơn 100 ngày. Cô ơi, cô có biết là Lilson TV cũng sẽ tổ chức cuộc thi áo dài, cô có tham gia cuộc thi đó không? À, tại rất tiếc là bận quá, không có làm được. À, vậy hả? Hôm nay là cuộc thi bánh chưng bánh tét, không biết nhà mình có làm bánh chưng bánh tét không vậy? Có chứ. Có hả? Như vậy mình có tham gia thi không? Chỉ biết ăn thôi, đâu có biết làm đâu. Trời ơi, sướng quá luôn. Như vậy thì cô có thể chia sẻ là khi mà làm bánh chưng bánh tét đó, nhà mình có điểm gì đặc biệt và khác với lại những nhà khác ạ? À? Mình đâu có biết làm đâu. Vậy vậy ai làm? Mình chỉ mua ăn thôi. Trời ơi, tưởng đâu đấy. Ok, thôi như vậy đó mình làm gì làm. Mình làm cũng có bánh chưng bánh tét mà mình mua bánh chưng bánh tét. Cái đó là quốc hồn quốc túy của Việt Nam, đẹp phải không? Tết là phải có bánh chưng bánh tét rồi. Dạ, như vậy Tết nó còn thiếu, nó còn phải có cái gì nữa, nó còn phải lời chúc. Thì như vậy thì qua băng tầng của đài truyền Lilson TV thì cô có lời chúc gì cho khán giả đang xem không? Rồi, chúc mọi người mọi sự được như ý, vạn sự như ý, dồi dào hạnh phúc. Dạ rồi, con chúc cô dồi dào sức khỏe bạn sự như. Dạ rồi, con chúc cô dồi sức khỏe nha. Và con lì xì cô. Cô biết con lì xì và báo mini gì cô. Dạ. Và sau đây cô có thể giúp nghị viên thành phố Westminster làm một cái bánh chưng được không? Được. All right, so let's step over here and can we get the apron and some gloves? That way, I can eat this tomorrow without getting sick. Yeah, right, exactly. While we're waiting, chúc mừng năm mới to all of you. Wow, good job. Yeah. Chúc mừng năm mới. Cái lá bánh chưng thì mình sẽ... Thật ra thì người ta gọi là theo cái khuôn. Nhưng mà em gọi theo cái sáng tạo của mình đó. Cho nên để cho nó nhanh. Và lá thì mình sẽ ba dung như thế này. Ví dụ một cái bánh chưng là mình em gọi là 6 cái dung lá như thế này. Rồi ba dung là mình lọt theo giống như là mình làm lọc người ta lợp ngoài đó. Tức là nó như thế này này. Đó. You can right. Start with all the leaves. Đó. Okay. Exactly so let's, the way. Let's copy her. And she, as you can see, she has 3 leaves laid out. We are going to make the square one. So this is the cylindrical one. This is called the bánh chưng. I mean the bánh tét, and that's the bánh chưng. So we are doing the bánh chưng now. Yes. We are doing the square one. And then, as you can see, we're doing 2 layers. That way, when we wrap it, it doesn't spill out. Wow. Chị xếp tất cả là 6 cái lá làm 2 lớp và lớp sau cùng, lớp thứ 3 là nguyên một lá nguyên. Cái này nó có nguyên, còn nếu không thì mình vẫn nối nó với nhau. Dạ, yeah, tại vì nó có nguyên cho nó dễ gọi đó. Nguyên thì tốt phải không? Dạ, có nguyên tức thì là tốt. Nếu không có nguyên thì mình nối 2-3 lá tức cũng được. Tức là 3 lớp tất cả. Thì 3 lớp cho nó khỏi vô nước. 3 lớp để không có bị nước vô. We had to do 3 layers to stop the water coming in when we boil it. Trời ơi. Okay, so we are going to use this to hold down. Okay. Cái này là cái nọc. Cái nong ở giữa, tức là để cho mình làm cho nó vuông. Tôi không có xếp từng cái góc ở trong cái khuôn, nhưng mà cái khuôn, cái kiểu nong của kiểu người miền Trung của chúng tôi là làm như vậy. Xếp vào ở trong từng góc như thế này. So we are going to use this box here as kind of like a cookie cutter so that we can have that shape, a uniform shape. And you can
see here that she's wrapping the bottom. It kind of reminds me of gift wrapping, don't you think? It does look a lot like gift wrapping, only much harder. Want to cooperate. Don't you feel lucky? I feel very lucky that I have a lot of people helping. And then this next part, you can see that she's putting this box on the outside to hold the shape together. Okay. And they are taking the box from the inside out. Forming this shape inside so that we can fill with a lot of goodies. Quỳnh Hương ơi, đây là một sáng tạo phải không Quỳnh Hương? Cái này là rất là sáng tạo là bởi vì ở nhà Quỳnh Hương cũng gói bánh chưng rồi nhưng mà kiểu khác. Nhưng mà cái lần này Quỳnh Hương nhìn thấy chị làm á, coi bộ nó dễ hơn mình làm. Nó chỉ cần hai cái khuôn thôi. Mà chắc chắn là sẽ đem đến cái độ vuông vức của cái bánh, đúng không cô Vân Bằng? Rất là vuông, vâng. Mà tôi thấy nó dễ hơn là như vậy, anh gói ơi, bằng cái khuôn này ngày đó, xưa của mình. Cái khuôn này là cái khuôn của cái size vuông. Xong rồi cái khuôn ở dưới bọc nó bằng cái này hay nó lớn hơn một chút? Dạ, nó lớn hơn một tí. Lớn hơn một chút để mà nó lồng được ba cái lớp lá vô, có đúng không? And just to clarify, this is actually a creation that they have made. This is not the traditional way of doing it. But however, I think it is very smart and very creative for them to create this frame. Well, they knew I was coming, so that's... So what Miss Carrie just did was fill the bottom with sticky rice. Cho gạo vô trước, xong rồi bây giờ cho đậu. Okay. Chỉ cần nhấn trước để mình bỏ vô cho nó nhanh. Nhưng mà đây là tôi muốn về chị nghĩ là đậu như thế này. Khi mà mình nấu đậu á, mình đánh rồi mình bỏ tiêu, hành, muối ở trong đậu cho nó vừa ăn. Rồi sau đó là mình in ra cái mắm này. Mình cho, mình đổ ra cái mắm này, mình in chặt xuống. Rồi mình sẽ đo cái kích thước của cái khuôn mình và cái này nó sẽ thua cái nhấn này á, nó sẽ thua cái khuôn này là độ là 1 cm. Ngoài để cái đẹp nó bọc lại, nó bọc về cái nhân. Rồi sau đó mình cắt hai ra, mình cho cái thịt vào giữa. Rồi giữa hai lớp đậu đó. Hai cái lớp đậu được kẹp ở giữa thịt phải bằng nhau thì cái bánh nó mới đều. Và cái đậu này là chị nói là chị xào sẵn. Đậu xay rồi. Xay rồi xong rồi chị. Chị có xào hay không? Em nấu chín rồi em đánh bỏ tiêu, hành, muối vào, em đánh giống như người ta nấu chè xanh đánh rồi. Nhưng mà không đánh. Nghĩa là chị lấy cái đũa đó, cái đôi bả, cái môi, mình chỉ quấy nó thật chị lành. Chị đánh bằng tay thế này. Cho trên cái nồi để cho nó chín ra và cùng với lại những cái gia vị chị ướp là trong đó có đánh tiêu, xong chắc hành, mỏi tay ha. Rồi lại nêm nếm ở trong đó. Và tiêu nữa. Ok, và để Bảo Trân thông dịch lại cho bà Diane Carey là đây là I'm going to translate this for you now. So what you see under is green beans, and she has already blended it and mixed it and cooked it a little bit so that it has this shape. This is a part of her own personal technique. Then in the middle, you see it's uncooked bacon essentially. Yes, and then on the outside she put it again, so it's kind of like a Vietnamese hamburger. Sounds good. And she has made one the inside ready for you. Good. So make it easier then. Và cái thịt là làm bằng thịt ba giỏi phải không chị? Làm bằng thịt ba giỏi đó, nửa nạc nửa mỡ cho nó ngon. Yes, yeah, there so you put you it go. In. Just put it inside. Great job. So she has this technique that is, pretty much pre-made and helping you with the process. Great job. And now we're going to cover it up with the sticky rice. Yes, we're going to use one rice bowl of sticky rice. Chén mặn này tôi xin chúc.
sáng đó, nó không có bị sập. And now we have a pre-cut piece of a square banana leaf to put on the top and basically seal it off. Okay, let's see if I can do that. Tight? Okay, really tight as possible, okay. She says to pinch the sides so that it keeps the square shape. Okay. You wrap it just like you wrap a Christmas paper present. Yeah. Mine never looked good. Okay. Well, that works. That looks pretty good. That look good? That we looks beautiful. I think we have to mark this one from Diane. Okay. Excellent. All righty. Now comes the hard part. You have to put the bamboo on it. Oh, wow. You're very smart. Anh Hiệp có thắc mắc gì cái bánh chưng này nó có gì khác với bánh tét anh Hiệp? Theo Hiệp thấy nãy giờ Hiệp đứng Hiệp coi thì Hiệp thấy chị gói cái bánh chưng thiệt là đẹp á. So on the square ones we don't need to put bamboo. Cái chương trình này xong chị bán cho Quyền Hương cái khuôn đó đi. Many people can use different types of strings. So specifically, this group has chosen to use this nylon string. It looks easier than the bamboo. Ở nhà thì em quay tay thôi, em không có dùng cái khuôn. Nhưng bây giờ đi thi thì phải làm cái khuôn như vậy để cho khán giả thấy để mà bức trước mà làm theo đó. Mà cái này thì đi thi làm mình làm hơi lớn ở nhà thì mình nếu có thể mình ở nhà mình có cái lon gì vuông đó, cái gì vuông mình làm. Mình cứ lấy mình làm nó rất là dễ. Cho Hiệp thắc mắc cái là vậy nè, tại vì Hiệp không hiểu tại sao mà người ta gọi là bánh chưng, thì chị có biết tại sao người ta gọi là bánh chưng không? Thì bánh chưng là đấy là cái chân của mình hay là Hiệp ơi, vậy thì Hiệp quên cái truyền thuyết bánh chưng bánh dày của mình rồi, chuyện cổ tích bánh chưng bánh dày, Hiệp nhớ không? Hiệp hình như nhớ mang máng thôi, nhưng mà chắc bây giờ phải hỏi lại mới nhớ được. Quỳnh Hương ơi, chuyện bánh chưng bánh dày Quỳnh Hương. Đang theo dõi ngày đầu tiên của cuộc thi bánh chưng bánh tét diễn ra tại Phước Lộc Thọ, khu Westminster do Little Sài Gòn TV tổ chức. Và thưa quý vị, ngày mai chúng tôi sẽ là ngày mà chúng ta sẽ thử những cái món bánh chưng bánh tét do 7 nhóm trên. Chúng ta sẽ xem thử ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là có món bánh chưng bánh tét ngon nhất. Mời quý vị đón theo dõi chương trình giờ này vào ngày mai.